Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tessanista, kênh về cô gái già ham chơi ham học sống lâu năm trên đất nước Úc này. Thì kể từ cái vlog lần trước mà mình làm về cái ngày đi học của mình, cái thời đi học thời corona, thì cái ngày mình quay là ngày 12 tháng 3 cho đến hiện tại là 20 tháng 3 đã có rất nhiều sự biến đổi về cái tình hình dịch bệnh corona ở bên Úc. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về những cái thay đổi đó, và đầu tiên là về bản thân, về trường của mình và bản thân mình. Thì nói chung là hôm mà mình đi học, mình nhớ là hôm đi học vừa tuần này á, thì sáng mình vẫn còn lớp nha. Thì cho đến chiều tối 5 giờ chiều ngày hôm thứ hai vừa rồi, ngày 16 tháng 3, thì trường gửi một cái email bảo là trong tất cả các lớp học lecture tutorial trong tuần này sẽ bị hoãn hết, và giờ đến tuần sau sẽ resume, sẽ học đi học lại. Thì mình nghĩ là có cái gì, ủa tại sao kỳ vậy? Kiểu như là nếu mà đã đóng trường không đi học thì đóng trường đi một thời gian chứ làm gì mà chỉ đóng trong vòng một tuần thôi. Thì đến ngày, cái này là không phải là mình mong muốn nha các bạn, nhưng mà cái đó là cái tình hình chung hiện giờ rồi. Thì đến ngày thứ ba hôm sau là tầm 17 tháng 3, đến cũng tầm giờ chiều luôn, 5-6 giờ chiều, thì người ta gửi một cái email bảo là unfortunately, một cách không may mắn, là trường của mình đã có một học sinh bị nhiễm bệnh, và học sinh đó đã học với một cái lớp mà có 27 học sinh khác, và hai cô giáo đã dạy cái học sinh đó. Thì bên đây nó vậy đó bạn, nhiều khi mình hiểu là nó không muốn tiết lộ danh tính, tên tuổi này nọ của cái người đó, thì thật sự mình hiểu điều đó, nhưng mà nhiều lúc nó không có tiết lộ là cái người đó học, at least thì nó phải tiết lộ là cái người đó học khoa nào, và học và người ở đó học ở cái lớp nào, cái building nào, cái tòa nhà nào, để mình biết mình còn tránh. Thì bởi vậy ta nói mấy bữa nay mình ở nhà không có bạn, từ thứ hai đến hôm nay là tầm thứ sáu rồi là mình ở nhà không á. Mà đối với một người mình á, ở nhà mình rất là, mình là cái thể loại mà ở nhà là không thể nào mà học được á, kiểu như là không thể nào tập trung được, phải lên trường hay phải vào thư viện. Mà tự nhiên có một cái case, cho dù chỉ là một case hay một trường hợp thôi, nhưng mà bạn cũng có cảm giác là nó hơi ghê á, cho nên là thôi mình cũng ở nhà từ đó đến hôm nay. Và bây giờ mình ra, mình nói chung là cũng đi ra đi vô giống như là ra sân này nọ, nhưng mà nói chung là cũng ở nhà từ hôm đó đến giờ. Trường của mình là đã bắt đầu cho học sinh học online hai trong ba môn rồi, mà mình nghĩ cái môn, tại vì xem này mình học chỉ có ba môn thôi, mà mình nghĩ là cái môn còn lại là cái môn mà học về quay phim, học về giống như cần phải có một cái kỹ năng thực tiễn á, thì hơi khó khi học online. Nhưng mà mình nghĩ là cái môn đó, những cái lecture, những cái bài giảng thì chắc chắn là sẽ được quay online, nhưng mà những cái workshop, những cái lớp thực tập á, thì maybe nó phải thay đổi như thế nào đó. Về nước Úc trong tuần vừa qua cũng có rất nhiều sự biến đổi các bạn. Đầu tiên là ca nhiễm bệnh. Tính tới ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 nha, thì Úc bây giờ đã lên đến 854 rồi. Cái này là mình coi trên cái World Odometer. Thì đó là cái tổng số ca nhiễm bệnh từ lúc có bệnh nhân đầu tiên. Thì và 98 cái bệnh nhân gần đây nhất trong ngày hôm nay và hôm kia là những cái ca mới, những cái ca nhiễm mới gần đây. Còn về tỷ lệ tử vong thì đã có 7 người rồi, mà cũng tội nghiệp lắm, 7 người qua đời cũng toàn là những người lớn tuổi, như mình nói video lần trước. Thì thật sự là cũng rất là lo lắng cho, thật sự là bố mẹ mình chẳng hạn, cũng là một trong những người có, nói chung là những người mà có độ tuổi từ 50-60 trở lên thì có nguy cơ nhiễm rất nhiều. Thì và tới ngày hôm nay thì Úc đã, hôm nay là ngày 20 tháng 3, thì 9 giờ tối ngày 20 tháng 3 hôm nay thì Úc đã cấm biên giới, là không cho tất cả các chuyến bay bay vào Úc đối với những người có visa tạm thời, những cái loại visa du lịch, visa tạm thời á. Còn nếu là công dân Úc, thường trú dân Úc, hoặc là giống như là vợ chồng, hoặc là bố mẹ, vợ chồng, những cái người thân thiết, hoặc là người bảo lãnh của cái người mà công dân Úc, thường trú dân Úc á, thì có thể qua lại Úc, nhưng mà phải cách ly trong nhà trong vòng 14 ngày.
Thì cái việc cách ly trong nhà trong vòng 14 ngày, cái này mình có nghe một người mới vừa về từ hôm qua, một cái nguồn tin là cảnh sát cũng rất là chặt chẽ trong việc này, cũng sẽ gọi điện, có thể nói là mỗi giờ một một mỗi ngày á, là gọi điện cũng rất là nhiều lần, hàng giờ luôn á, để kiểm tra con người đó ở đâu này nọ. Và nếu như bạn không chấp hành cái quy định là tự cách ly ở nhà thì bạn phải cái số tiền mà phạt ở mỗi bang mỗi khác, nhưng mà ở New South Wales là 11.000, hoặc có thể đi đi tù trong vòng 6 tháng hay là như đó. Cái phần đi tù thì mình không chắc, nhưng mà số tiền nộp phải là tầm 11.000. Và Úc thì bây giờ nó cũng đang, cái vấn đề nó khá là mâu thuẫn ở đây là Úc bây giờ nó đang đưa cái lệnh là đưa cái gọi là cái giải pháp là social distance, tức là người với người khi mà đối diện với nhau phải cách nhau 1,5 m trở đi, cho nên là nhưng mà cái vấn đề là Úc vẫn không đóng cửa trường học, cũng như là không có cấm người ta đi public transport, đi tàu lửa, đi xe bus. Nói chung là trường học với lại đi 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 phương tiện công cộng thì vẫn còn mở, cũng như là siêu thị, cũng như là shopping này nọ. Trường học thì vẫn còn mở, thì nhiều người cũng rất là không hiểu tại sao trường học vẫn còn mở, trong khi Úc ra lệnh là cấm, không cho giống như là tụ họp trong nhà là số lượng người 100 người, và tụ họp ở ngoài trời số lượng người 500 người. Mà trong khi đi học mấy đứa mấy em họ đi học cấp 1, cấp 2, cấp hay là cấp 3 gì đó, thì đi khi là đi học đã là con số đã lên, nhiều khi lên 2.000 rồi, đối với một cái trường lớn hay là một cái trường nhỏ, nói chung là đã lên hơn con số 500. Thì chính phủ có một cái giống như có một lời giải thích, mình nghe thì nghe cũng khá là hợp lý, là nếu ví dụ họ nghĩ tới con, họ nghĩ là những ví dụ như con của những người y tá bác sĩ đi, họ phải túc trực ở bệnh viện, thì nếu mà cho nghỉ học thì những cái người đó lấy tiền ở đâu, mà hay là có làm gì mà có ai có thể chăm sóc những đứa con đó. Thì nói chung là cũng có một cái lý nào đó, nhưng mà nói chung là bên Úc thì hiện giờ thì nói chung là trường vẫn mở, nhưng mà nó không cấm, nó không bắt buộc học sinh là phải đi học. Mà nếu nếu như bố mẹ cảm thấy không an toàn cho con mình, hoặc là nói là thấy là con mình không được khỏe, thể chất không được tốt á, thì vẫn hoàn toàn có thể cho con em ở nhà học. Thì đó cũng là một điều cũng khá là tốt, ý là người ta đưa ra cái lựa chọn là không phải là kiểu bắt buộc là trường trường không trường trường không có đóng thì bắt buộc tụi bay cũng phải đi học. Mà ở đây nhiều phụ huynh khi mà không thích thì có thể cho con ở nhà học homeschool liền chẳng hạn, thì giáo viên sẽ gửi tài liệu này nọ, thì cho được thì phụ huynh ở nhà theo giống như là chỉ bảo theo cái tài liệu đó. Và một cái tin có thể nói là một cái tin có thể gọi là tin vui dành cho những cái người có thể nói là đầu tư hoặc là bố mẹ của các du học sinh ở Việt Nam, là mà cũng có thể là thật sự là một tin buồn đối với mình hoặc những người đi làm, những người mà đang làm đồng lương ở bên Úc, là đô Úc bây giờ đã giảm rất nhiều rồi bạn. Giảm tới mức kỷ lục, là hiện giờ là mình hình như là lên xuống 13 rồi, 13 8 rồi, và cũng có thể là xuống 12 không chừng. Thì mình nghĩ đó cũng là điều tốt đối với những bố mẹ của các bạn du học sinh. Chứ nói thiệt, cho ngày xưa mình đi học, cái thời mà mình cái tầm mà mình đi học cái khóa đầu tiên, cái bằng đầu tiên của mình á, thì ngày xưa mình nhớ là đô Úc, một đô Úc là đã 21, 22. Có một năm nó đã lên đỉnh điểm 21, 22, nên là đóng cũng nói chung là đóng mà muốn lè lưỡi luôn á. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ, cho dù là dịch bệnh như thế này thì du học sinh không thể nào qua Úc học được từ hôm nay, nhưng mà nếu mà tích trữ cái mua tiền đô thì bây giờ thì chắc là cũng cũng đỡ hơn một chút xíu. Và dạo gần đây mình đọc rất nhiều bài báo, nói chung là rất nhiều thông tin về cái vấn đề là cái nạn là mọi người ùn ùn về Việt Nam để tránh bệnh từ những nơi ở bên châu Âu, bên Anh hay là những cái nơi khác trên thế giới về Việt Nam. Thì nói chung là có nhiều chiều hướng khác nhau lắm. Thì hôm nay mình chỉ muốn nói sơ sơ về cái quan điểm của mình. Thì hiện giờ mình đang ở nước Úc, như các bạn thấy đó, là cái con số như mình đưa lên là nó thay đổi theo, có thể nói từng ngày từng giờ nó nhảy, con số nó nhảy lên còn hơn là hỏa tiễn bay ra cung trăng vậy đó các bạn, kiểu như là nó lên một cách vùng vụt mà mình không trở tay được á. Thì có thể mà mình nhưng mà mình mong là sau cái việc mà Úc nó đóng biên giới, nó không cho người người nước ngoài hay là những người ở ngoài vào Úc, thì nó có thể quản lý được cái căn bệnh là tốt hơn. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà các bạn du học sinh ở bên đây thì
Nếu mà các bạn có ý định ở lại bên Úc và không về với gia đình thì nói chung là cũng không phải, mong là phụ huynh cũng không đến nỗi, dĩ nhiên là lo cho con là chắc rồi đó, nhưng mà mong là phụ huynh cũng không đến nỗi quá lo lắng. Tại vì một phần là ví dụ mà khi mà bạn có visa du học sinh bên đây là các bạn cũng đã có bảo hiểm y tế, phải mua y tế mới được có visa, tức là cũng đã có bảo hiểm y tế nó cover rồi. Cái thứ nhất, và cái thứ hai là mình nghĩ là, và mình thấy là nước Úc nó khá là nhân đạo, nó sẽ không để mình chết, hay là nó sẽ không bỏ mình, nếu mà mình thật sự nhiễm bệnh thì nó sẽ không thật sự bỏ mình chết hay là bỏ mình một một nơi như thế đâu. Thì các bác sĩ y tá bên đây thì họ làm việc cũng rất là công tâm, và họ cũng rất là chăm sóc người 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 ta cũng không đến nỗi mà họ phải bỏ bê hay là phân chia người này người khác. Bản thân mình thì mình cũng không có ý định là muốn về, thứ nhất là tại vì mình cũng đã Úc cũng như là quê hương thứ hai của mình rồi. Mình thì cảm nghĩ của mình là cái căn bệnh này nó quá nguy hiểm, mà mình đang trong cái môi trường Úc bên đây là có nhiều cái nguy cơ tiềm tàng lắm. Nếu mà mình thật sự nha, mình xui nha, mình trúng bệnh và mình đem cái nguồn bệnh đó về Việt Nam chẳng hạn, thì có phải là mình gây nên gánh nặng cho chính phủ Việt Nam không? Và cái thứ hai là cái nguy cơ là khi mà bạn đi máy bay á, thật sự bây giờ mình không tin tưởng vào cái phương tiện đi máy bay nữa rồi. Bây giờ nhiều khi bạn không có bệnh nhưng mà bạn đi máy bay bạn lại xui, bạn bị tránh bệnh, bạn bị dính bệnh thì sao, đúng không? Cho nên là mình cứ nghĩ là bản thân mình cứ theo tiêu chí là ở đâu thì ở yên ở đó. Còn nếu mà các bạn du học sinh kéo nhau về với gia đình thì mình nghĩ là cũng không có phải là một điều xấu, nên các bạn cũng đừng nên quá chỉ trách các bạn đó. Nhiều khi cũng khó lắm các bạn, bản thân mình trong cái tuần này là mình đã bị cắt ship rất nhiều. Mình làm trong ngành retail cho Zara thì tuần này đã bị cắt ship. Nói chung là nó cắt cái thời gian đi làm của mình khá là nhiều. Cho nên là cũng buồn lắm, nhưng mà mình nghĩ một cách tích cực là ok, thì coi như bây giờ nó cắt ship, mình không đến shopping center mà không làm thì coi như mình không gặp nhiều người và nguy cơ nhiễm bệnh của mình ít, thì mình cứ nghĩ tích cực vậy thôi. Chứ thật sự mà một số người đã, như các bạn biết là kinh tế đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, và một số người thậm chí người ta cho bị nghỉ việc ở nhà tạm thời luôn á. Còn mình thì nhiều khi mình vẫn còn có việc làm, nhưng mà chỉ cho ít cái thời gian lại thì coi như là mình có thời gian để mình ở nhà mình làm, mình học bài, hoặc là mình tránh ra đường để không bị nhiễm bệnh. Thì nói chung là ai cũng rất là khó khăn trong hiện giờ, cho nên là có thể nhiều em du học sinh ở bên đây đang đi học thì cũng không làm mấy tiệm phở hay là làm những cái tiệm đồ ăn thì cũng rất là vắng các bạn, là không được đi làm nhiều hoặc là không đủ tiền rồi đóng đóng tiền để đóng rồi trường trường nhiều trường thì nó cũng bảo là ở học online chứ không cần phải đến lớp, mà ở thì phải đóng tiền nhà hàng tuần. Cho nên là nhiều khi nếu mà về Việt Nam là một cái sự lựa chọn tốt cho mấy mấy bạn du học sinh hay là mấy người đó thì cũng không có gì xấu. Các bạn cứ về, nhiều khi phụ huynh đỡ lo hơn, đúng không? Thì nói chung là nói tới đây mình nghĩ là cũng nói khá khá rất nhiều điều rồi. Mình thật sự hiện giờ cũng không nhớ là có phải nói thêm điều gì không, nhưng mà nếu có gì thay đổi thì mình lại làm thêm video để chia sẻ với các bạn. Thôi thì cũng nhờ cái dịch này mình ở nhà mình làm thêm video để cho các bạn xem ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này, và mong là các bạn sẽ giữ sức khỏe mùa dịch này, và các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này.